0945 Thầy chào tất cả các em 2K4 Bắt đầu đọc tên nào Thầy chào Kiều Phương Anh Thi đoàn Mai Tài Tuyết Lê Lê Nguyễn Nhật Minh Phạm Đức Trương Công Khắc Tiệp Nguyễn Hồng Ngọc Tâm Khuất Meteo Shower, Nguyễn Thư Quế Anh Hà Minh Tâm Thành An Rồi Nguyễn Văn Tránh Mai Ly Nguyễn Thị Thanh Thúy Ngọc Huyền Thầy chào mấy đứa Chia sẻ livestream giúp thầy nhá Vào đi các em ơi chiến đấu thôi. Chiến đấu thôi. Ngày hôm nay như mọi hôm thì Hà Nội vẫn mưa và trời thì bắt đầu là chuyển rét rồi đúng không ạ? Lạnh kinh nhỉ. Mấy đứa đi học nhớ uh, mặc áo ấm nhá. Rồi thầy chào Nguyễn Văn Chánh, uh, Nguyễn Thư, uh, Phan Văn Chiến, uh, Lâm Lâm. Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Các bạn tăng uh, giúp thầy uh, bạn bè mình vào để chúng ta cùng chiến tiếp nhá. Ngày hôm nay như đã hứa thì tủ sách tôi yếu học lại tiếp tục livestream uh, cho các em về Uh, phần lý thuyết các câu hỏi phát biểu đúng sai ừ thầy chào uh, vân vân linh bạch bảo trâm lâm gia bảo la đặng bảo ngọc bắt đầu là quen tên của một số bạn rồi đấy mai tài rồi mai tài rất xịn nguyễn văn lãm à quên nhầm nguyễn viết lãm nguyễn tường ơ ừ, thầy chào tường theo ta đi nguyễn thư nguyễn trần phước hiền thanh thiên nguyễn văn chánh nguyễn văn chánh uh, triple nguyễn văn chánh Phan văn chiến. <laughs> Rồi vào đi mấy đứa. Thầy cũng vừa đi làm về thôi. Mấy đứa vào đi. Vào thầy cho chúng ta cùng chiến thôi. Mấy đứa chia sẻ livestream giúp thầy nhá. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục phần lý thuyết. À, theo như thầy chia sẻ với các em ấy thì à, thầy à, sẽ cố gắng hàng ngày sẽ lên livestream cùng các em à để à, có thể là như thế nào nhỉ? Truyền động lực cho mấy đứa là chính thôi. Vui vui lên livestream khoảng 30 phút về lý thuyết à, mỗi ngày để cho nó có gọi là không khí cho các em tí nữa thầy phải vào trong nhóm vip thầy livestream rồi <laughs> lâm lâm thu mao chi mao nghĩa là mão đấy đúng không phan văn chiến thanh thiên em mới photo bản cơ bắp ạ thế à nhớ uh, cho cái ảnh bìa có màu tí nhá đỗ tiêu nguyệt thầy mặc thế không lạnh ạ à. bình thường bao giờ trời rét thì thầy sẽ chuyển sang uh, mặc uh, áo rét sau cho thầy hỏi xem uh, mấy đứa đã ấy chưa Uh, mấy đứa đã uh, các bạn đã um, gì nhở Vô in cái uh, in cái file thầy gửi cho chưa nhở đâu rồi nhở cái file đâu nhở đây cái file ở trong uh, lớp vip thầy gửi cho các em đây này là phiên bản cướp bắp full không che đây này đúng không thầy gửi cho mấy đứa này mấy đứa đã tải về chưa nhở các em tải về chưa tiệp trần hai k k sáu ngồi mâm hai k 4 thanh huyền em in cả hai bìa hai bản rồi mai tài tiếc quá em không comment được trong lớp vip thế à Ui ôi, ôi Mai Tài là hay nộp bài cho thầy lắm Sao không 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 comment được nhở Ăn ở cũng đâu ra đấy mà đúng không Nha các bạn tải cái file này về nhá Đây tải file này về như thế này, này Tải về thì khi đó chúng ta sẽ có gì Phần đáp án không có cái gì cả Giải thích cũng thế Thì khi các bạn nghe thầy livestream ấy Nói thật với các em là cái cuốn này ấy Là vẫn còn phải chỉnh sửa rất là nhiều Bởi vì là cuốn này là thầy đã nhờ các anh chị trợ giảng Các cô trợ giảng ở trong group trong lớp vip của thầy là biên soạn cho thầy dựa trên là gì ạ? là cái chương trình thi của chúng ta à, lấy nguồn thì có thể từ các cái đề thi sở tỉnh vân vân. Tuyệt vời luôn nhá. À, ở khắp mọi miền tổ quốc của chúng ta sau đó thì lại dựa trên kinh nghiệm nữa tổng hợp ra cho các em. À, có thể là có những cái câu mà nó lặp và nó đánh vào sâu, ví dụ như mùi este thứ thì vân vân nhá thì à, để cho các em coi như là một cuốn từ điển ấy mấy nữa để các bạn tra nhá yeah. thì thầy thầy nhận thấy là gì gì à, cung cấp tài liệu cho các bạn thì rất là nhiều nhưng mà nhiều khi các em bận các em không có thời gian các em uh, các em dở ra các em đọc ấy do đó mà đấy các em thấy thầy khổ không nhá yeah. thầy lại phải lên livestream cùng mấy đứa để làm sao để nhắc nhở mấy đứa nhá thì, thì chịu khó một tí các em ạ à. chịu khó nhá ok chưa rồi thầy chào curi uh, kaski uh, nguyễn văn chánh đỗ tiêu nguyệt Mai <laughs> em đi in bản cơ bắp rồi tim uh, ờ uh, ldkm làm đề không mày đúng không mai tài uh, chắc thầy nhầm em với bạn nguyễn tài rồi lớp vip lúc like bạn ấy comment còn em thì không à thế à rồi ok nhá uh, các bạn lớp vip chú ý là thời gian tới thì thầy sẽ cố gắng sắp xếp nói thật các bạn thầy rất là bận uh, nhưng mà thầy sẽ cố gắng sắp xếp là livestream chữa cho các bạn một số cái bài tập tự luyện ở trong lớp live vip của chúng ta nữa được chưa các bạn đồng ý không thầy sẽ livestream cho mấy đứa nhá Thôi tất cả vì tương lai của các em thôi, do đó mà các em cũng nên cố gắng được chứ nào. Những bạn nào ở ngoài ấy, các bạn mà muốn tham gia chiến lớp vip với thầy thì vào chiến đi, càng sớm càng tốt em ạ. À, ví dụ như em mà sau Tết em mới đăng ký thì chắc chắn quà ví dụ như là à, quà Tết rồi các thứ là các bạn không, không được nhận đâu nhá. À, khẳng định như thế, các anh chị 2k3 rất nhiều anh chị không được nhận cái ưu mình rồi. À, các bạn muốn đăng ký thì các bạn có thể là vào cái 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 cái, cái bài đăng đầu tiên thầy ghim đây này. Các bạn ấn vào cái này và các bạn uh, suy nghĩ Xem kỹ và các bạn uh, đăng ký Thầy khuyên chân thành các em là như vậy à, Ngoài ra ấy, thì nhớ nhá uh, Năm nay sứ mệnh của 2K4 là gì ạ? Là sẽ uh, giúp thầy nhận được cái nút bạc của kênh youtube nhá Thầy sẽ cố gắng làm sao mà đăng các video lên đây cho các em Với những bạn không có thể xem ở trên facebook Thì uh, các bạn có thể uh, ấn đăng ký Nói vậy thôi, đăng ký để uh, các em có thể xem được các video là chính thôi Chứ còn nút bạc cũng biết chỉ là Áo huyền thôi, được chưa nào? Rồi ờ, ok, thầy trò chúng ta ngày hôm nay ấy thì uh, thầy định là chữa cho mấy đứa là phần chất béo nhưng mà thầy bảo là uh, một số bạn cho lớp vip bây giờ có thể là sẽ phải gặp những cái bài kiểm tra về cái phần uh, chương 1 chương 2 thì uh, thôi thầy đảo một tí, hôm nay chúng ta làm các đề các hirat nhá. Yeah. Các bạn đồng ý không? Hôm nay làm các boy hirat nhá. Yeah. Do đó mà mấy đứa lấy cái file này ra. Lấy file ra ra và bắt đầu chiến nào. Thầy gọi tên em đi thương. Ừ, thầy chào thương lê hoàng huyền dịu hai ca em học được không thầy hai các em năm sau nhá rồi ok mấy đứa sẵn sàng chưa chúng ta chiến nhá thì thầy muốn uh, livestream một phần nữa là bởi vì thầy không có ý thời gian để check xem các, uh, các uh, trợ lý của thầy uh, soạn cái này như thế nào thì thầy sẽ tranh thủ thời gian để thầy check luôn được chưa check xem là cái uh, đáp án của chúng ta nó có ổn không có đúng không có nhầm ở đâu không và thầy mà làm nhầm ở đâu mấy đứa bảo thầy nhá bởi vì nói thật với các em là đi làm cả ngày về ban ngày đầu óc rồi nghiên cứu khoa học rồi làm thí nghiệm nghĩ đủ các thứ cuộc đời bây giờ về lại dạy mấy cái này nhiều khi nó cũng đáng trí đấy rồi mấy đứa vào đi mấy đứa có 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 đang xem một livestream nhỉ rồi các bạn đã sẵn sàng chưa nguyễn thử rồi vào đi vào đi bắt đầu nhá 30 phút thôi thầy sẽ livestream đến khoảng 9 giờ thôi nhá. câu số 1 chín giờ rồi sau đó thì thầy sẽ vào lớp vip À, các boy hirat là những hợp chất hữu cơ tạp chức chuẩn rồi ok và thường có công thức chung là cnh 2 o o, o o gì đây o N. câu này đúng hay sai rồi nay em bị tàng hình à, vũ hoàng lan anh tàng, tàng hình làm sao được à, thầy chào răng sún nhá ok lâm lâm xuân lực vũ hoàng lan anh khánh viên nguyễn hoài minh hoàng yên Đào Quang Hưng Rồi mấy đứa comment đi Mấy đứa comment cho thầy khẩn... khẩn, trương nào Chúng ta chỉ có mấy chục phút thôi Ừ thầy chào Long cận vào đi Kiều Phương Anh câu một sai ạ Nguyễn Thư dạ có ạ Sai hả sai ở đâu ạ Sai ở đây chứ đâu đúng không boy Rát là những hợp chất hữu cơ tạp chất thì đúng rồi đúng không Nhưng mà công thức chung của nó là gì ạ CNH2OM Ok nhá Rồi câu số 2 nào Comment cho thầy đi Mấy đứa nhớ này Các em không có thời gian Các em ngồi đọc cái file à, Kèm lời giải chi tiết thầy gửi cho các em đâu nhá thì các em coi đây nó như là cái buổi để chúng ta là ôn lý thuyết mỗi ngày ấy thì mỗi ngày thầy sẽ ôn cùng các em gọi là học cùng nhau nhớ chưa nào rồi có một sai xuân lực chuẩn rồi lâm lâm hôm nay lực phải cố gắng nhớ lực nhé thầy chào chiến cường à, huỳnh anh à, trần hải nam à, nguyễn thư rồi thầy chào em một lần được không Ừ, thầy chào nguyễn thư à, nguyễn trần phước hiền những bạn mà được hay được thầy chào là cái tỷ lệ đỗ cao lắm mê tín đúng không ạ? Rồi các boy Hirat được chia thành ba nhóm chủ yếu monosaccharide, disaccharide và polysaccharide. Câu này đúng quá gì nữa, đúng không? Trong đó thằng monosaccharide của chúng ta ấy, thì gồm hai anh đó là gì ạ? Glucose và fructose. Anh disaccharide thì ấy, chúng ta trong chương trình phổ thông của các em, các em chỉ tập trung vào cho thầy cái thằng saccharose thôi. Còn thằng maltose thì thì thôi nhá, phần đấy giảm tải rồi. Polysaccharide chúng ta gồm tinh bột và sen nhớ nhá. Câu số 3 nào? Ôn lại cho nó nhớ, comment cho thầy. Các em phải comment thì nó mới hiệu quả được các em ạ. Nhớ chưa? Kiều Phương Anh Phan văn chiến <laughs> Rồi, comment đi Thầy đọc nào Nguyễn Quang, ừ thầy chào Quang, vào đi Lực rất là tốt đây Lực ơi Lực quê ở Nam Định sao nhỉ Monosacrit là nhóm các boy đơn giản nhất Và không thủy phân được Không thể thủy phân được, câu này đúng hay sai ạ Trời ơi, câu này mũi quá rồi gì đó, đúng quá rồi Thằng uh, Monosacrit của chúng ta này Gồm là glucose đúng không Glu này, uh, glu này Các bạn viết glu như này là <laughs> Rồi tới là chúng ta học ở cái phần gì nhỉ? Phần uh, uh, amino acid chúng ta sang cái thằng acid glutamic ấy, là các bạn bị nhầm đấy. Tốt nhất là viết rõ là glucoser nhá. Được chưa? Và thằng fructose, đúng không? Thằng fructose viết tắt được. Rồi câu số 4. Comment cho thầy khẩn trương nào. Câu bao đúng luôn thầy ơi. Rồi, Duy rất tốt Duy ơi. Đang quen tên của Duy bây giờ Duy đổi sang là Duy đang ôn thi làm thầy bị nhầm đấy. À lực ở Thanh Hóa à? Ừ, thầy nhầm. <laughs> rồi sorry lực nhá. Thanh Thiên, đi uh, là nhóm các hirat mà khi thủy phân uh, mỗi phân tử sinh ra hai phân tử mono sacrit có bốn này đúng hay sai mấy đứa đi xác là, 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 khi thủy phân thì nó tạo ra gì ạ hai phân tử mono ví dụ thằng xác thì khi thủy phân nó tạo ra gì ạ uh, thì uh, glucose và fructose đúng không câu số 5 những cái câu này nó rất là dễ thôi ôn lại cho nhớ thôi chứ cần không thể sai được đúng không không thể nào mà chúng ta sai những câu này được nhá nào comment tiếp đi thấy hôm nay mấy đứa comment có vẻ chậm hay, hay là do ít bạn xem nhỉ à, bùi thị lệ à bùi mỹ lệ bốn chu luôn à, phạm đào 3 d thầy ơi vũ hoàng lan anh câu 4 đúng à, phan văn chiến năm sai quá năm à, Glue và xác đều có phản ứng thủy phân sai thằng này không thủy phân chỉ có thằng xác rosa đi xác rít thủy phân thôi sai quá rồi nhá thì em ghi giải thích vào đây cho thầy nếu mà em in ra rồi em ghi vào đây luôn nhá à, ok câu 6 nào Glue và xác thì đều là ui gì thằng này là đi sacrit mà sai tiếp thực ra ấy, thì khi mà chúng ta ôn ấy em nhớ này bây giờ thì em đã vừa học nó xong em thấy nó dễ nhưng mà khi mà em học sang phần vô cơ nhiều khi em bị đãng trí em quên đấy thì những cái câu uh, kiểu dạng trắc nghiệm thông minh như này ấy, nó rất hay em nhớ nhá những cái câu mà kiểu ngắn gọn và 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 hỏi những cái vấn đề ở mức độ nhận biết gọi là dạng câu hỏi trắc nghiệm thông minh nó giúp em rè rèn cho cái bộ não và khiến cho em cái kiến thức của em nó theo năm tháng nó sẽ À, không bị quên, các em nhớ chưa? Câu số 7 nào. Dung dịch glue và xác thì đều hòa tan được cái thằng đồng hiroxit tạo phức màu xanh lam. Câu này đúng rồi, đúng không? Câu này đúng nhá. Vì sao Bởi vì bọn này ấy, bản chất nó là hợp chất hữu cơ tạp chức nhưng mà trong này đều có cái nhóm gì ạ? Nhóm uh, OH liền kề. Ít nhất là có hai nhóm OH liền kề, ví dụ thằng này có 5 nhóm OH liền kề thuộc dạng polyancol đấy kiểu như. Thế. Nhá thì đều có thể làm gì ạ? Hòa tan anh đồng hiroxit tạo phức màu xanh lam. Ok, câu số 8. Rồi, Kiều Phương Anh rất tốt. Kiều Vương Anh rất là nỗ lực, thầy uh, đánh giá rất cao gọi highly appreciate uh, cái cái uh, quyết tâm À thầy, Tôi chứ nhầm. Dạo này trên mạng đang uh, có cái kiểu là gì ạ, mới uh, đi uh, tây được có hai hai ba tuần mà lại cứ quên hết tiếng Việt. <laughs> cứ tiếng Anh lại trên tiếng Việt, thầy cứ quen mồm thế đấy, đấy. Khổ ghê. Không phải đâu, cái đấy nó không phải thể hiện cái điều gì đâu mà nó là cái gì nhỉ? Nó giống như kiểu mình là cái dân kỹ thuật ấy, do đó ngày xưa mình hay À, mình dân kỹ thuật thì mình rất là khó học ngoại ngữ. Và khi mà mình học ngoại ngữ thì mình cố gắng làm sao tạo cái môi trường ngoại ngữ xung quanh mình, mình đắm chìm vào trong các cái uh, gọi là uh, nghĩ về ngoại ngữ, nghĩ về tiếng Anh. Do đó mà đi ra đường hay nhìn biển quảng cáo hay là nghĩ cái gì đó thì hay dịch sang tiếng Anh thì nhiều khi ấy là cái bị kiểu như cố tình như thế thành nó quen mồm thôi, chứ không phải là thể hiện gì hết đâu mình được. Ờ ừ, Thanh Huyền thầy thấy nhá. <laughs> people cứ là gọi là gì make it come com, uh, com, uh, complete đúng không? completed. Nên chúng ta cứ phải là 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 uh, enjoy cái bo mình này, đúng không? Rất for fun đấy nhá. <laughs> câu số 8. Câu số 8 nào glue uh, là chất rắn này, chắc chắn rồi. Không màu tan trong nước và có vị ngọt, câu đấy đúng quá rồi, không nói nhiều nữa, đúng không? Đường nhá. Câu số 9. Saccharose và glucose đều chứa nhiều uh, nhóm OH của Ancon. Câu này đúng nhỉ? Xác của, chứa nhiều nhóm OH của Ancon. Câu số 10. Thầy bảnh trai kê Nguyễn Thư. <laughs> rồi, ok, thank you so much. Câu số 10. có thầy thầy làm đến câu số 10 rồi mà. Sao mấy đứa bây giờ vẫn đang comment câu số 8 9 nhỉ? Rồi, Nguyễn Văn Chánh, Phan Văn Chiến, thầy phải tích cực đọc tên của các em bởi vì như thế này này. Thầy có cái cảm giác là thầy mà đọc tên các em nhiều Thầy sẽ nhớ được các em một thực ra trong quá trình livestream nhá mà đọc được tên học sinh ấy, là, là, là là khiến khiến cho giáo viên ấy, có cái cảm giác là là thân quen và đọc một bạn mà nhiều thì chứng tỏ là bạn ấy chăm chỉ chịu khó học và chắc chắn thì cái kết quả của bạn đấy sẽ tốt thôi chứ không phải là mê tín gì đâu duy đang ôn thi câu 10 xác không phản ứng trắng bạc xem nào sacroser và glu có chứa gì ạ liên kết glycosid trong phân tử sao lại câu 10 mà trắng bạc đâu ấy nhỉ À, thằng thằng này thì có chứa liên kết thằng này không có này liên kết uh, glycosid thằng này là monosaccharide không có có này sai chứ đúng không nhá nhớ nhá câu số 11 thầy về liếc xem ông nào làm sai thì đọc to tên cho uh, lần sau nhớ Đỗ Tiêu Nguyệt thầy nhớ chứ thầy đang định là mai đăng cái bài uh, bài uh, của Đỗ Tiêu Nguyệt lên trên page của thầy đây Đỗ Di Khoánh, Khánh Khánh 10 sai Yến như 10 sai chuẩn Vũ Hoàng Lan Anh Thanh Huyền Uh, Quỳnh Lê Lâm Lâm Câu số 11 xác và Glue có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc Nào thằng này không có tính khử Đúng không Nhá thằng Glue thì có khả năng trắng bạc Nó có chức ăn hit trong đó có này đúng Rồi câu số 12 Câu số Ui câu số 12 lại cho điểm rồi Câu số 12 thì ôn lại thôi Nó là quét thôi uh, là hợp chất tạp chức Đó là Chính là carbon hydrate Thì nó là hợp chất cũng cơ tạp chức Bởi vì anh này có nhiều nhóm OH Ít nhất là 5 À thằng này có 5 nhóm OH này Và có một nhóm gì ạ -hit đây Nha Ancon và Ok chưa? Câu số 13 nào. Ừ, mấy đứa comment cho thầy Nguyễn Trần Phước Hiền, Trần Việt Hoàng, Phan Văn Chiến, Phan Văn Chiến 12 đúng. Rồi Nguyễn Thư 11 sai. Duy Đông Thi câu 11 xác không có khả năng trắng bạc. Em nhìn nhầm câu cô thành công 10. Ờ không sao, Lâm Quốc Hải. Thầy chào Hải quay xe. Vũ Xuân Lực xác không ra và đứng trắng bạc rất tốt. Nào câu số 13. Glucose còn có tên là đường mật sai. Đúng không? Câu này sai rồi. Mấy đứa để ý nhá. Cho nhớ cho thầy mấy cái thằng đường uh, nho, đường mật uh, rồi uh, đường mía, thằng này đường nho này. Nhớ nhá Câu số 14, glu có không phải chiếm không phải 1% về khối lượng trong máu người. Có phải đúng nhỉ? Trong máu chúng ta thì thường chiếm khoảng 0,1% về glu. Rồi câu số 15. Mấy đứa comment mạnh lên, thầy uh, sẽ chữa nhanh và không uh, uh, giải thích quá nhiều những câu dễ nhá Nhanh khẩn trường, nhanh khẩn trường Vũ Hoài đường nho chuẩn luôn Phan Văn Chiến, rồi, Trần Việt Hoàng Glue và Fruit đều tạo được dung dịch màu xanh lam Tác dụng, khi tác dụng với đồng hiroxit uh, câu Có đây đúng không ạ? Quá đúng còn gì nữa Bọn này là gì ạ? Có là Polyancol Nhá, có nghĩa là nó nó có gì ạ? Các cái nhóm OH liền kề uh, với nhau Vân vân Polyancol có, có nhóm OH liền kề à, Được chưa Rồi, câu số 16 nào Câu số 16 đáp án là gì ạ? Rồi, Trần Việt Hoàng rất tốt Bây giờ mới thấy ông Hoàng đây Nguyễn Văn Chánh Kiều Phương Anh Rời Vũ Hoàng Lan Anh Câu số 16 nào Glue và Fruit đều chứa uh, uh, chức anhydride trong phân tử sai à, đây, đây, sai cảnh chỗ này Thằng này là chứa chức ceton nhá Thằng này chứa chức ceton này Câu này sai rồi Câu số 17 cho thầy đi 17 nào Muốn check luôn để sau này đấy Cái phần này có thể là thầy sẽ đưa vào trong cái cuốn sách Mà sẽ tặng cho các bạn lớp VIP Của chúng ta ship tận đầu giường luôn Đúng không và kèm theo quà cực là pro vip của tôi yếu học nữa thực ra thì cũng chẳng có gì nó 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 hoành tráng đâu nhưng mà nó sẽ tình cảm đôi khi có một cái món quà nho nhỏ cho các em vào dịp tết ấy, nó như là cái món quà may mắn đấy món quà lì xì cho các em ấy thì mấy đứa muốn tặng quà gì comment cho thầy biết nhá giá trị nhỏ nhỏ thôi nhá <laughs> lâm quốc hải facebook bị lỗi chậm comment là thầy em với trần việt hoàng comment từ đầu buổi thế à rồi Lê nguyễn nhật minh câu 16 sáu của chức xe tôn xịn sò câu số 17 Glu và Fruct là hai dạng thù hình của cùng một chất. Ông nào ra cái câu này lạ lạ đấy nhỉ? Hai dạng thù hình, thù hình là gì? Thù hình ví dụ như chúng ta học lấy, lấy đơn giản thôi nhá. Ví dụ như là hồi lớp 10 chúng ta học về thằng à, à quên, ừ, lớp 10 lớp 11 nhỉ, học về cái thằng carbon đúng không? Carbon, carbon là nhóm à, mấy nhỉ? Quên mất rồi. Học về thằng Carbon thì thằng này nó có mấy dạng thù hình. Thứ nhất là thù hình là gì ạ? Là nó sẽ khác nhau, cùng ví dụ cùng nguyên tố. Thầy quên xứ cái khái niệm thù hình nhỉ. Carbon thì có thù hình ví dụ như than trì, kim cương, fuller ren. Hoặc là Carbon vô định hình. Hoặc là các em học về thằng Lưu Huỳnh chẳng hạn. Lưu Huỳnh thì có hai dạng thù hình đó là Lưu Huỳnh đơn tà và Lưu Huỳnh tà phương. À, đúng không? Bọn đấy khác nhau cấu tạo. À, cấu tạo đúng không? Thằng Kim Cương thì nó cứng cũng là từ các cái mạng đó mạng tinh thể đó từ carbon này vân vân nhưng mà cái 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 xếp lớp nó sẽ khác nhau dẫn đến cái cấu tạo cấu tạo khác nhau dẫn đến cái tính chất vật lý khác nhau ví dụ kim cương với cái than thì cái thằng kim cương cứng hơn nhá thì câu này có khả năng là sai rồi bởi vì sao glucose và fructose thì đều có cùng công thức phân tử do đó nó là đồng phân của nhau chứ không phải thù hình đồng phân đồng phân của nhau câu này sai nhá ok câu số 18 nào 18 sai 18 sai à Check luôn Đâu oh, 18 sai ở chỗ nào nào Glue và Fruit Đều tồn tại chủ yếu Ở dạng mạch hở Ừ sai rồi Thằng này mạch vòng chứ Con này sai luôn Nhá Dạng mạch vòng Rồi Con số 19 nào Ừ rồi Nguyễn Thư rất tốt Kiều Phương Anh 17 sai đồng phân của nhau Xịn so Xuân Lực 18 sai Chủ yếu ở dạng mạch vòng Ông Lực cũng nay xịn xò so đấy nhở Thanh Huyền đố Đỗ Tiêu Nguyệt thầy hôm nay đã cố tình là không thông báo cho mấy đứa thầy like phần nào rồi để thầy yêu để, để 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 check xem mấy đứa làm có chuẩn không Blue phản ứng với đồng hydroxit ở nhiệt độ thường đúng quá rồi đúng không câu này thì lặp lại thôi nó có gì ạ năm nhóm OH liền kề sẽ phản ứng với đồng hydroxit chúng ta ở nhiệt độ thường bắt đầu tiếp tục câu số 20 đấy mấy đứa mà comment như này ví dụ như bạn Vũ Hoàng Lan Anh này đấy, hoặc là Lê Nguyễn Nhật Minh này đấy các bạn comment rõ như thế thì em sẽ nhớ rất là lâu đấy mấy đứa không phải là đùa đâu, không phải là đây là một cái kỹ thuật ghi nhớ đấy. Glucose phản ứng với hydro à, phản ứng được với hydro hiển nhiên rồi. Thằng này có chức aldehyde này, nó có nối đôi nhá. nhá nó cộng hydro thôi, xúc tác này là phản ứng cộng thôi, cộng hydro vào tạo thành Sorbitol Thì câu này đúng rồi. À, chú ý là nó phản ứng được hoặc là nó có chữ không đây là phải để ý cho thầy nhá. Đấy tạo thành sobiton, à, tiếng Anh là sóc như này có chữ r, chữ r đấy, thôi nhìn tiếng Việt chúng ta viết như này đi. Sobiton Nghĩa là C6H14O6 Quá quen thuộc đúng không Câu số 21 nào Glucose phản ứng được với thằng Acetaldehyde phản ứng làm sao được nhỉ Không phản ứng được Câu này sai nhá Đúng không 21 sai lè Ông nào hoành tráng đấy Vũ Hoài Rồi ok Huỳnh Anh xịn sò Lâm Quốc Hải được Nguyễn Thư chuẩn luôn Lâm Lâm Rượu Đô Lì So Biton Rồi Vũ Hoàng Lan Anh Câu 20 đúng ạ So Biton chuẩn Kiều Phương Anh rất xịn Câu số 22 nào glucose phản ứng được với dung dịch ag nó chuẩn thôi thằng này là phản ứng trắng gương hay là trắng bạc của chúng ta thôi coi đúng nhá thì là phản ứng trắng bạc đấy, phản ứng trắng bạc thấy không viết ra đấy nhá trắng bạc được chưa em thích em có thể làm bài tập em có thể nhớ thằng này trắng được hai bạc bởi vì nó có một chiếc anh hít đúng không câu số 23 nào 23 comment cho này xem nào kéo đây 23 nó đáp án của em là gì ạ Duy đang ôn thi câu 21 rồi xuất lực câu 21 sai Ờ ừ, rồi sang câu 23 rồi <laughs> Tốc độ này chậm nhở Hay tại mình nói nhanh quá Hôm nay phấn đấu 5k comment nhé đồng chí của tôi ơi hey, face Ô, oh, Chết rồi Facebook đơ rồi à Facebook đơ rồi sao ấy? À thôi còn 5 phút nữa Có khi nó đơ thật rồi các em có có vấn đề gì không mà thầy không đọc được comment mấy đứa nhỉ? Mới được có 2 3 câu mà. Mỗi ngày phải làm đến khoảng 50 câu thì nó mới vui chứ. À, Facebook nó báo là các bạn chia sẻ livestream ít quá. Các bạn chia sẻ livestream ít quá, chả có ai chia sẻ livestream do đó mà nó đơ mất rồi. Thế đều chứ. Facebook nó bảo là các bạn không chia sẻ livestream nó đơ mất rồi. <laughs> Câu số 23, fructose không phản ứng với dung dịch sai nhá. Yeah. Thằng này ấy, trong môi trường kiềm đúng không? Uh, Glu chúng ta này trong môi trường kiềm với thằng fructose đấy nó sẽ chuyển hóa cho nhau đúng không? Em nhớ nhá. Do đó mà làm sao Nó sẽ phản ứng tham gia phản ứng trắng bạc bình thường thôi. Câu 24 nào. Ừ, uhm, rồi, Kiều Phương Anh 23 sai chuẩn rồi. Em có chia sẻ mà thầy. Facebook bị sao rồi? À, mấy đứa vẫn xem được livestream chứ? Có xem được không? thầy im du em tưởng mấy em lắc vẫn xem được đúng không? có số hai tư fructose không tham gia phản ứng với hydro xúc tác đúng không sai? thằng này vẫn phản ứng bình thường thôi. nha xúc tác thì cái là đúng, đúng chứ. à quên thằng này sai rồi. thằng hydro trong chương trình phổ thông của chúng ta em hình dung như là em có thể coi là gì ạ? là là à, bởi vì thằng fructose chúng ta thì nó có nhóm ceton đúng không? đôi khi là các bạn băn khoăn là không biết nó cộng vào hydro kiểu gì nhưng mà em có thể hình dung là glucose fructose nó sẽ phản ứng với hydro thôi. lên đại học thì em sẽ học Uh, nó có thể là phản ứng uh, nó có thể dùng chất khác nhưng mà ví dụ như với hydro thì nó vẫn tạo ra sorbitol bình thường tuy nhiên ấy thì đấy là đối với uh, glucose còn fructose nó có thể tạo ra hỗn hợp hai chất thằng mantinol này cái thằng gì ấy Thầy quên ở lâu lắm rồi không nhớ lắm uh, tạo ra sorbitol hỗn hợp giữa sorbitol và mantinol cái gì đấy nhưng tóm lại là trong chương trình của đông chúng ta chúng ta cứ nhớ thầy là có phản ứng được chưa nào Ừm uhm. rồi ok nha cô số anh em Uh, Fructose không uh, phản ứng với nước Brom Thì câu này đúng hay sai ạ Nào cho thầy uh, xin câu này Câu này đúng hay sai Nhanh khẩn trương hai năm đúng Thanh Huyền Rồi chọn đấy thì Thanh Huyền ơi nhá Nhớ cho thầy Fructose nó không phản ứng Nhớ chưa uh, Đây chính là cái gì ạ Đây chính là cái uh, Cái điểm đặc biệt Để chúng ta có thể là phân biệt Chúng ta phải phân biệt được giữa glu Và gì ạ Và Fructose nha Thằng uh, glu thì có phản ứng với Hydro bình thường À quên nhầm với nước Brom Mất màu dịch nước Brom như thằng Phúc thì không chứ chúng ta không dùng cái phản ứng trắng bạc để đi phân biệt hai anh này đâu nhé nhớ thế cho thầy câu số 26 Tozer không phản ứng với đồng hydroxit trong môi trường kiềm đúng hay sai à đúng hay sai thanh huyền chẩn rồi sai quá thì nữa bản chất của cái phản ứng ở trong chương trình phổ thông mấy đứa nhớ cho thầy nó chính là gì ạ là, 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 tạo phức màu xanh lam thôi như bình thường thôi chúng ta làm đến câu 30 chúng ta nghỉ nhá câu số hai nào câu số hai bảy nhanh khẩn trương tinh bột dễ tan trong nước đấy các bạn thấy không? Đúng là trắc nghiệm thông minh luôn Quá dễ dàng rồi Tinh bột thì kể cả không học thì cũng biết là nó gì ạ? Nó khó tan trong nước thằng này ấy Làm sao mà dễ tan trong nước được Sai nhá yeah. Tinh bột thì hay là cellulose của chúng ta thì gần như là không tan trong nước Tinh bột thì tan được trong nước Ok Nhưng mà sen thì là không tan trong nước Đúng không? Nhá yeah. Còn tinh bột thì nó khó tan các bạn mà biết rồi các bạn pha pha tinh bột ấy nhà bạn nào ngày xưa hồi bé mà hay ăn ngũ cốc Những thứ các em pha đấy đúng không ạ? Thì các em thấy là pha muốn pha nó thì phải cho trong nước cho nước nóng đúng không? Pha. Còn nước lạnh nó thì hơi khó đấy, nhớ chưa? Ừ. câu 27 là sai rồi nhá. Câu 28 là fructose có phản ứng trắng bạc thì câu này đúng quá rồi, không cần nói nhiều nữa. Câu 29 là sen. Sen tan trong nước sờ vay dè. Nước vay dè. Các bạn thì nghe cái vẻ lạ lẫm đúng không? Trong xe khoa này, nhưng có đề cập thì nhớ không nhầm như thế nhưng mà anh này là chúng ta hòa tan cái thằng đồng hydroxit ở trong uh, a diệp amoniac thôi nhá yeah. uh, câu này là tan trong nước sulfide Sp đúng rồi bởi vì như bình thường thầy làm thí nghiệm muốn hòa tan thằng xen này thầy phải làm sao ra là thầy hòa tan cái thằng, uh, thằng uh, Alpha alpha xenoluzur thì uh, thầy sẽ um, thu được cái một cái dung dịch màu xanh lam cái em một gọi là màu xanh xanh ấy được chưa thì thằng này nó tan này sulfide chúng ta đó chính là thằng đồng hydroxit uh, em pha nó trong uh, nh 3 thôi nếu ở trong nh 3 để tạo ra được một cái phức chất Đấy, là gì ạ đồng uh, nh 3 tất cả bốn lần Đấy, oh hai lần thằng này thì uh, phần phức chất thì lên đại học các em sẽ được học sâu hơn Đấy, các em sẽ học để hiểu phối tử như nào rồi vân vân nhá thì phần đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau em chỉ cần biết được cho thầy nó là đúng Câu hai chín đúng này có 30. mươi uh, thủy phân tinh bột thì tạo ra xác ui giời ơi sao mà tạo ra xác được Ờ, đúng không thằng tinh bột của chúng ta ấy, thì nó gì ạ cấu tạo bởi các gốc alpha glu mấy đứa nhớ nhá đấy còn xem lô rơi cấu tạo bởi các gốc gì ạ beta glu thủy phân thằng này là gì ạ ra nhưng mà thủy phân đây đang đang lý ra nó phải ghi rõ là 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 uh, thủy phân hoàn toàn đấy nhá thì nó thu được là alpha glu rồi thế thôi nhở ngày hôm nay thế thôi nhá 30 chốt sai ạ <laughs> Ngày hôm nay thế thôi nhá được bao nhiêu comment rồi nhở? Hay là làm thêm 10 câu nữa và 10 câu nữa nhá. Cellulose tan tốt trong nước thì câu này sai bét le nhá, các em thử lấy một cái khúc gỗ chúng ta ra các em thực ra gỗ ấy các em nhìn thấy ấy thì nó có cả tạp chất nữa, nó có thể là hemicellulose rồi các cái hợp chất ly rồi vân vân nữa cơ. Nói chung về hóa gỗ thì bạn nào mà sau học đại học các em học về mảng hóa gỗ thì các em sẽ thấy. Đó, cellulose của chúng ta thì nó sẽ là thành phần chính ở trong cây, trong gỗ thôi. Thế nhưng bản chất nó thì vẫn không hòa tan ở trong nước. Cái em hình dung như thế. Câu 32 nào. Sắc có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc gạch luôn. Thằng này không có tính khử. Không có tính khử nhá. Câu này sai bé bé luôn nhá. Câu số 33. Hydro hóa hoàn toàn glue. À, thì tạo ra sorbitone câu này thì đúng quá rồi, xịn so cho điểm, đúng không? Nhá. Rồi, thôi làm đến câu 35 thì chúng ta vào lớp VIP không thì muộn mất. ba à, câu 34 nào. Thủy phân sen thì thu được là glue thực ra thì là đúng rồi. thế nhưng mà nếu chuẩn ra nó phải là thu được beta glue coi như có thể coi là câu này đúng nhá. bởi vì thực ra alpha glue hay beta glue thì trong trong chương trình chúng ta ấy, trong sách nâng cao thì có thể giới thiệu cụ thể cho mấy đứa. thế tuy nhiên là gì ạ? <laughs> à, tuy nhiên thì thì cái chỗ mà alpha hay beta thì người ta không đề cập nhiều đâu. có trường thi thì tổ chức thi thì thử thứ thì có thể là hỏi kỹ. chứ còn là thi tốt nghiệp thì thấy cũng chưa thấy chưa thấy xuất hiện là hỏi sâu về cái, các cái đồng phân đó nhớ chưa câu 35 nào thủy phân tinh bột thu được fruit và glue úi rồi gạch luôn sai vừa nói xong thằng này cái cấu tạo bởi các cái gốc alpha glue do đó khi mà thủy phân đến cùng nó ấy, thì sẽ thu được là các cái gì vậy? các cái gốc các cái mắt xích các cái glucose đấy nhá thu được là các cái monosaccharide chúng ta là glucose ok xong chưa nào cho thầy hỏi xem là mấy đứa thấy là mỗi ngày thầy sẽ lên livestream Uh, để là có thể vừa tâm sự với các em và vừa truyền động lực cho các em thì thầy lên livestream một chút gì đó về theo kiểu như là lý thuyết hay là cái gì đó để chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày bởi vì là có lúc em không uh, thể xem livestream trực tiếp được của, với thầy đúng không thì uh, có thể thầy sẽ lên livestream mỗi ngày thầy sẽ lên livestream một chút cho các em thì các bạn nghĩ như nào ạ nếu mà các em thấy ok thì các em uh, chia sẻ cho thầy một chút nhé uh, thế thôi nhỉ Bây giờ thì lớp VIP của chúng ta sẽ vào trong group thì bây giờ mấy đứa mà đói hay mấy đứa mà đi học thêm về chưa kịp ăn cơm thì các em tranh thủ ăn cơm đi. Khoảng 5 đến 7 phút nữa sau khi thầy setup máy xong thì chúng ta sẽ vào chiến nhá. Các em đồng ý không ạ? Rất cảm ơn các em đã chịu khó. Thực sự là thầy đánh giá rất cao những cái bạn mà đang xem livestream trực tiếp ngày hôm nay. Thầy tin là nếu các em nỗ lực ngay từ bây giờ, các em quyết tâm thì năm sau chắc chắn các em sẽ nhận được những niềm vui và hạnh phúc được chưa nào? Ok, tối mai chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nếu mà các bạn thực sự là, là mong muốn cái chuỗi này của thầy tổ chức hàng ngày cho các em thì tối mai chúng ta sẽ gặp nhau nhá. Và thầy sẽ không nói trước là tối mai thầy sẽ livestream phần nào. Ok chưa nào? Rồi, bye bye mấy đứa nhá. Tạm biệt các em. Bây giờ lớp VIP có thể nghỉ ngơi một chút và 5 7 phút nữa chúng ta sẽ vào chiến nhá mấy đứa. Bye, bye. xin chào.